Thầy xin chào các em. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta giải thêm một số cái bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ theo chương trình hóa học 11 mới. Đầu tiên, để giải được một số cái bài tập vận dụng cao trong ngày hôm nay, thì chúng ta cần phải nắm được cái khái niệm căn bản về việc thiết lập các công thức tổng quát, các công thức đơn giản nhất hoặc là công thức thực nghiệm đó. Và cuối cùng là xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Chúng ta biết cách thiết lập như vậy nhé. Chẳng hạn ví dụ như đề bài chỉ cho thông tin là hợp chất hữu cơ đó chứa carbon hydroxy, tức là có phần trăm khối lượng của nó, vân vân, thì chúng ta chỉ lập được công thức tổng quát CXHIOZ chẳng hạn. Và đề bài nếu mà cho thêm cái thông tin phần trăm khối lượng carbon, phần trăm khối lượng hydro, phần trăm khối lượng oxy, thì chúng ta sẽ lập tỷ lệ số nguyên tử carbon, số nguyên tử hydro, số nguyên tử oxy bằng tỷ lệ về số mol. X chia Y chia Z sẽ bằng tỷ lệ về số mol, tức là phần trăm khối lượng carbon chia 12, phần trăm khối lượng hydro chia 1. Chúng ta lập cái tỷ lệ đó và rút gọn cái tỷ lệ đó cho số bé nhất trong ba cái con số đó về số nguyên tố dạng. Và cuối cùng chỉ áp dụng một cái bước rất đơn giản là công thức đơn giản nhất, tất cả n lần, chính là khối lượng mol phân tử, và chỉ giải phương trình cuối cùng để ra được công thức phân tử. Như vậy, cái việc lập công thức phân tử như vậy chúng ta gọi là phương pháp gián tiếp để xác định công thức phân tử cho hữu cơ các em nhé. Thầy sẽ cho chúng ta hai cái minh họa, hai cái bài tập vận dụng cao sau đây. Bài tập số 25, các em có cái đề khá là dài, khá là mới, khá là hay trong chương trình hóa học 11 mới này. Cái thông tin ban đầu là khói thuốc lá chứa nicotine, vân vân, cái thông tin như vậy chúng ta sẽ làm quen và nó là tăng cái kiến thức cho chúng ta trong cuộc sống thôi. Bây giờ chúng ta giải toán hóa này, chúng ta tập trung vào cái vấn đề đó, chính là em chỉ quan tâm cái số cho thầy là phần trăm khối lượng carbon, phần trăm khối lượng hydro, phần trăm khối lượng nitơ, thì em sẽ làm được công việc đầu tiên, đó chính là ra được công thức tổng quát CXHI và NZ các em nhé. Trong bài này là nitơ chứ không phải là oxy. Sau đó chúng ta có cái phần trăm khối lượng thì em xem như là khối lượng rồi. Là ngay lập tức em sẽ tìm là có một cái dòng phương trình số carbon, số hydro, số nitơ tỷ lệ với nhau bằng tỷ lệ về số mol carbon là phần trăm carbon chia 12. Tương tự như vậy là phần trăm hydro chia 1. Cái này chính là số mol hydro á em. Và phần trăm nitơ chia 14. Em sẽ ra những con số rất là lẻ, cũng không sao. Số lẻ này chúng ta chưa phải là số nguyên tố dạng đúng không? Chúng ta sẽ tất cả cùng rút gọn cho số 1,23, tức là số bé nhất trong số này. Như vậy chúng ta sẽ ra số nitơ là 1 và số hydro là 7, số carbon sẽ là 5. Đó là các số nguyên tố dạng cuối cùng rồi. Thì chúng ta sẽ suy ra công thức đơn giản nhất, hay là công thức thực nghiệm của nicotine C5H7N. Và theo cái phổ khối lượng, tức là cái bit ion lớn nhất, tức là khối lượng mol của phân tử thôi, qua phổ khối lượng thì là bằng 162. Như vậy cái công thức đơn giản nhất là có, nó nặng là 81, thì công thức phân tử là 81N lần đó mà. Thì chúng ta sẽ có phương trình 81N bằng 162. Em giải phương trình cuối cùng là n bằng 2. Vậy công thức phân tử nó gấp đôi công thức đơn giản nhé, C10H14N2 các em nhé. Rất dễ. Vậy cái dạng bài tập này chúng ta chỉ có hai cái bước thôi. Một, làm gì làm. Nếu nó cho phần trăm khối lượng thì em ra được công thức đơn giản nhất. Còn nếu họ cho thêm khối lượng mol thì chúng ta chỉ giải phương trình khối lượng mol phân tử bằng n là công thức đơn giản. Chúng ta tiếp tục đến bài 26 nè. Bài 26 đề rất là như thế nào? Rất là dài không ạ? Nhìn cái phổ khối lượng rất là dễ sợ. Mình chưa quen thì mình nhìn thấy nó dễ sợ. Tuy nhiên rằng là nó khá là dễ các em. Nó quá dễ luôn. Không? Mình chỉ cần đọc cái thông tin phần trăm khối lượng carbon, phần trăm hydro và phần trăm oxy. Còn cái dòng là methyl salicylate, thu giảm đâu, dòng quảng cáo sau khi mình giải bài tập xong thì mình mới đọc cái thông tin đó.
Vậy thì chúng ta vẫn là bước 1, công thức tổng quát, lập tỷ lệ số carbon, số hydro, số oxy bằng phần trăm carbon chia 12, phần trăm hydro chia 1 và phần trăm oxy chia 16 ha. Linh động trong bài này là phần trăm oxy nha. Rồi ra các số rất lẻ, không? Rồi rút gọn cho số nhỏ nhất là 1,97. Thì em sẽ ra là số 2,67, 2,67 và 1. Nghe chú ý nha. Tại này thì trình bày ngắn gọn lại. Thì 2,67, 2,67 và 1. Thì tất cả em nhân 3 lên em ạ. 2,67 chính là 8/3. Thì chúng ta sẽ ra công thức nguyên cuối cùng. 883 các em nha, chứ đừng có ra là 2,67 làm tròn 3 là sai ha. Chú ý. Cái này đang vận dụng toán chứ không phải là hóa nữa nè. Chú ý điều đó nha. Rồi, với công thức đơn giản là C8H8O3 thì tức là em sẽ nặng 152. Và theo phổ khối lượng em nhìn cái bit cuối cùng, cái bit mà nặng nhất á, 152. Lấy cái bit đó chứ đâu đây nè, cái bit 152, cái cột cuối cùng ở đây nè, cái tay phải của em nè. À, như vậy em sẽ có phương trình 152N lần. À, 152 lần của cái công thức đơn giản nhất bằng 152. Chứ phải cái số lần đó là 1. Vậy công thức đơn giản sẽ trùng với công thức phân tử. Như vậy một cái bài tập vận dụng cao, tuy nhiên là nó rất thực tiễn và thực tế là người ta đi xác định công thức phân tử thông qua cái phổ khối lượng như vậy các em ạ. Thông qua cái máy móc để ra được cái phần trăm khối lượng carbon, phần trăm khối lượng hydro, phần trăm khối lượng oxy và nhìn được cái khối lượng mol phân tử. Đây là bài toán rất là hay. So với cái dạng toán hóa hữu cơ của sách giáo khoa cũ là đốt cháy. Thì nếu mà cái dạng bài tập mà đốt cháy một cái công thức phân tử hợp chất hữu cơ rồi sau đó đi xác định á, công thức phân tử hợp chất hữu cơ, thì dạng đó nó không có trong thực tiễn, nó chỉ là cái bài toán hóa người ta tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà hiện nay thì cái công cụ phổ khối lượng như thế này thì rất là hay đấy các em ạ. Thì muốn chúng ta càng ngày càng yêu thích hóa hữu cơ hơn, như ngay từ ban đầu thầy nói đó, các em học hóa hữu vô cơ học kỳ 1, chương 1, chương 2 của chương trình 11 thì đã hay rồi, khó rồi. Tuy nhiên qua hóa hữu cơ chúng ta lại cảm thấy rất là nhẹ nhàng các em ạ. Hóa học từ đây càng ngày càng dễ đi chứ không khó đâu ha. Xin chào các em.